Mến chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các anh chị em đang theo dõi chương trình tin tức và bình luận trên kênh youtube Thời báo sự thật. Kính chúc quý khán thính giả thân yêu một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, Bích Trâm xin gửi tới quý khán thính giả bản tin cực nóng như sau. Nhận được mộng báo từ cố tổng thống Abraham Lincoln, dân Mỹ bắt đầu thức tỉnh ung ung kéo về Washington DC, triệu mụ phù thủy Nancy Pelosi ra luận tội. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, như kênh YouTube Thời báo Sự thật đã đưa tin trong bài bình luận mới nhất của mình trước đó, kịch đã dần hạ màn, ủy ban ngày 6 tháng 1 và bà phù thủy Nancy Pelosi sắp bị lôi ra trước vành móng ngựa đối mặt với hàng loạt chất vấn từ dân chúng. Thật đáng kinh ngạc khi cô Susan Faraccio của Washington Times viết rằng, Ủy ban đặc biệt Hạ viện ngày 6 tháng 1 đã phỏng vấn hơn 1.000 nhân chứng, thu được hơn 25.000 tài liệu có liên quan đến cuộc nổi loạn năm ngoái tại Điện Capitol, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hầu hết các bằng chứng vẫn là một bí mật. Tôi đã mô tả ủy ban này như là một phiên tòa hình thức theo truyền thống của những kẻ độc tài, trong đó kết quả đã được quyết định. Và màn trình diễn này nhằm mục đích xỏ mũi công chúng về phiên bản sự thật của đảng Dân Chủ. Họ còn ngạo mạn và trơ trẽn về việc họ dàn xếp nhân chứng cắt xén và ngụy tạo bằng chứng nữa cơ. Nay đảng Dân Chủ đã tự vạch áo cho người ta xem lưng khi để Ủy ban ngày 6 tháng 1 cung cấp một ví dụ hoàn hảo về độc tài toàn trị mà họ đang gia tăng áp đặt lên chính người dân Mỹ. Quý vị hãy xem chúng ta đang thấy họ làm gì nào. Thưa rằng chúng ta có đảng Dân Chủ trong Quốc hội với người đồng lãnh đạo là ả à, Rinos Lichini của họ, ăn rồi chỉ biết chống lại Tổng thống Donald Trump, chống lại đảng Cộng hòa, hành động bí mật với sự hợp tác của các phương tiện thông tin đại chúng. Họ là ba trong số 5 tổ chức kém được tôn trọng nhất ở Mỹ đang thông động. Họ giữ bí mật hơn 1.000 cuộc điều trần, bức cung và 25.000 tài liệu nói lên những sự thật của cuộc tuần hành hôm ngày 6 tháng 1 năm 2020. Thật khó khi mà hiểu rằng họ suốt ngày chỉ điều trần và điều tra. Họ ở trong bộ máy của chính phủ chẳng làm được cái tích sự gì để giúp đỡ người dân Mỹ. Họ đang ăn lương từ những đồng thuế của người dân Mỹ. Ấy vậy mà trong thời khắc thế giới đang phải vật lộn với nền khủng hoảng kinh tế, giá cả thì leo thang, cuộc sống lại mất cân bằng ổn định do chính Joe Biden gây ra. Họ lại chẳng có hề hợp sức với nhau để cùng nhau lo cho dân, lo cho nước. Mà trái lại, họ đi làm những chuyện vớ vẩn tầm thường. Chúng ta lẽ ra phải thấy điều này sẽ xảy ra. Nhớ lại, ngay từ hồi đầu, Chủ tịch Nancy Pelosi đã từ chối cho phép lãnh đạo thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy bổ nhiệm các đề cử của ông vào ủy ban này, vi phạm các quy tắc và truyền thống đã có hàng thế kỷ, dẫn đến là sự tẩy chay của đảng Cộng Hòa. Thế mà người dân Mỹ vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ nhắm mắt làm ngơ để họ tác quái tác quái trong bộ máy chính trị Mỹ bởi vì đây là những hậu quả của đám truyền thông cánh tả và chẳng có gì ngạc nhiên khi mà người dân Mỹ có thái độ tức giận, thù địch và khinh thường quốc hội và các phương tiện thông tin đại chúng. Xin thưa, họ đã đối đãi với chúng ta như thể là chúng ta quá ngu ngốc để nhìn thấu một trò bẩn, một sự dàn xếp và những lời nói dối ma mỹ với sự tuyên truyền được chọn lọc và chỉnh sửa kỹ càng. Nhưng quả báo đã tới rồi. Họ đã sai, đảng Dân Chủ đã sai. Một phù thủy Nancy Pelosi đang rung bần bật trên chiếc ghế chủ tịch Hạ viện của mình. Thưa quý vị, nếu như chúng ta trung thành với chính phủ của nhân dân, do nhân dân và vị nhân dân của cựu Tổng thống Abraham Lincoln, thì chúng ta phải tin tưởng sự quản lý của người dân. Bước đi hiển nhiên đối với các thành viên của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện là buộc ủy ban này phải đưa ra một nghị quyết nhằm công khai tất cả các video và tài liệu để cho người dân Mỹ có thể tự quyết định sự thật là gì một cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ đã mất nước. Có một cách để nhận được sự công nhận, đó là ban hành một nghị quyết cho phép người dân của Hoa Kỳ xem mọi thứ. Mọi thành viên của đảng Dân Chủ cần phải trả lời trước toàn thể người dân của cả nước là tại sao họ lại từ chối cho phép người dân Mỹ xem tất cả các bằng chứng. Cần có một đảng Cộng Hòa thẳng thắn và trách nhiệm hơn trước một đảng Dân Chủ luôn giấu giếm, tuyên truyền và khinh thường người dân sự thẳng thắn đứng về phía lịch sử, như là tổ phụ lập quốc Thomas Jefferson đã viết cho ông Richard Price năm 1789. Bất cứ nơi nào người dân được thông báo đầy đủ thì họ đều có thể được tin cậy với chính phủ của họ. Rằng bất cứ khi nào mọi thứ trở nên sai trái đến mức thu hút sự chú ý của họ thì họ có thể được dựa vào để đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Cả ông Jefferson và Lincoln đều dựa vào khái niệm chủ đạo của tuyên ngôn độc lập, trong đó ông Jefferson là tác giả chính chúng tôi coi những chân lý này là hiển nhiên rằng tất cả mọi người sinh ra đều được bình đẳng rằng họ được đấng tạo hóa của họ ban tặng cho một số quyền bất khả xâm phạm trong đó có quyền sống quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc để đảm bảo các quyền lợi này thì các chính phủ được lập ra nên trong nhân dân nhận được các quyền lực chính đáng của họ trên cơ sở sự đồng ý của nhân dân và để nhân dân đồng ý thì họ phải được thông báo chứ không phải là bị thao túng, họ phải được nói cho sự thật chứ không phải là bị tuyên truyền. Và trong một bài luận xuất sắc của ông Alan Guelzo, ông đã trích dẫn lời Lincoln vào năm 1856 khẳng định rằng Chính phủ của chúng ta dựa trên ý kiến của công chúng. Abraham Lincoln nói vào năm 1856, vì trong một chính phủ của nhân dân, nơi tiếng nói của tất cả những người dân của đất nước này về căn bản tham gia vào việc hành pháp hay đúng hơn là quản lý của chính phủ, trong một chính phủ như vậy, thì điều quan trọng nhất là công luận. Ý kiến của công chúng là tất cả. Ông trả lời ông Stephen Douglas năm 1858, người nào có thể thay đổi công luận có thể thay đổi chính phủ. Ông nói thêm năm 1860, chính công luận là thứ giải quyết mọi câu hỏi ở đây và để cho bất kỳ chính sách nào được lâu bền thì phải có công luận làm cơ sở. Và rõ ràng phe cánh tả hiểu rằng họ không thể nào nói cho người dân Mỹ biết sự thật được. Họ phải che giấu sự thật và trình bày ra những lời giả dối. Và đây là lý do tại sao Ủy ban ngày 6 tháng 1 đã rất mang tính thao túng rồi liên tục giấu giếm và không trung thực. Đảng Cộng Hòa có thể vận động cho sự trung thực, minh bạch và chính phủ của người dân theo truyền thống của hai cựu tổng thống Jefferson và Lincoln. Hãy ngăn chặn không thể nào để cho đảng Dân Chủ và đám Reynolds Cộng Hòa vận động dựa trên những phiên tòa hình thức, sự giấu giếm, trốn tránh người dân Mỹ và tìm cách thao túng công chúng. Và đó chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rõ ràng, và tôi biết rõ rằng người dân Mỹ sẽ chọn phương án nào. Tính phe phái một chiều những xuyên tạc bóp méo, fake news và nhất là những người ngồi xổm trên tất cả các nguyên tắc và thủ tục hành chính cho thấy pháp lý trên đã cho thấy rằng rõ ràng đảng Dân Chủ coi công luận như pha. Dường như phe Dân Chủ cũng không nghĩ xa hơn đầu mũi, không hề nghĩ nếu như họ mất thế đa số tại Hạ viện cuối năm nay, thì vào năm tới phe Cộng Hòa sẽ tung ra bao nhiêu vụ điều tra. Thật ra đây là vòng xoáy luẩn quẩn của phe Dân Chủ. Họ biết điều tra kiểu này nếu thua sẽ là đại họa, nhưng họ cố bám vào điều tra với hy vọng rằng điều tra sẽ giúp họ thắng cuộc và tránh bị Cộng hòa điều tra. Cuối năm nay, chúng ta sẽ có câu trả lời cho bài toán nhất ốc với đảng Dân Chủ và Nancy Pelosi sẽ phải trả một cái giá quá đắt. Đảng Dân Chủ trói buộc hai tay Joe Biden để vớt vát hai năm cuối cùng. Theo khảo sát gần đây nhất về sự tín nhiệm của các cơ quan của Gallup, 57% người dân Mỹ có rất ít hoặc là không có sự tin tưởng vào Quốc hội, điều đó khiến cho cơ quan này trở thành tổ chức ít được tin cậy nhất trong số 15 tổ chức mà Gallup đã hỏi đến trong năm nay. Các phương tiện thông tin đại chúng theo sát phía sau, theo sau đó là tổng thống. 53% trong số những người được khảo sát có ít hoặc là không có sự tin tưởng vào tin tức truyền hình. 49% người Mỹ ít hoặc là không có tin tưởng vào nhiệm kỳ tổng thống. Báo chí và hệ thống tư pháp Hình sự chiếm vị trí thứ tư và thứ năm được tin cậy ít nhất và cả hai đều có 46% số người ít hoặc là không tin tưởng. Kính thưa quý vị, tạp chí Newsweek tuần rồi đã có hai bài phân tích tiên đoán về kết quả bầu cử quốc hội vào cuối năm nay. Xin đăng tiên đoán của Newsweek coi như là để rộng đường dư luận để quý độc giả sau này có dịp xem truyền thông dân chủ tiền đoán đúng hay lại sai thứ nhất là thượng viện tiền đoán khó khăn nhất vì đảng cộng hòa đưa ra nhiều khuôn mặt mới từng gây nhiều tranh cãi mà thiên hạ chẳng có ai đoán được cử tri sẽ phản ứng như thế nào do đó thì chưa ai có thể đoán chắc là dân chủ hay là cộng hòa sẽ thắng nhưng chắc chắn là chẳng có đảng nào chiếm được thế đa số thống trị tuyệt đối 60 phiếu hạ viện tất cả đều nhất trí tiền đoán dân chủ sẽ bại mất thế đa số vấn đề chỉ là mất ít khoảng một chục ghế hay là mất nhiều, có thể tới 30 đến 40 ghế. Hạ viện lọt vào tay của đảng Cộng hòa đảm bảo Biden sẽ chẳng ra được bất cứ một luật nào, trong khi Hạ viện sẽ tung ra cả vạn ủy ban để điều tra Biden, không chừng kiếm cớ đàn hạt Biden chơi cho vui. Bất cần biết Thượng viện có trút phế Biden hay không thống đốc cộng hòa sẽ mất hai ghế chắc chắn là maryland và massachusetts là hai thành đồng của đảng dân chủ mà hiện nay do thống đốc đảng cộng hòa nắm giữ trong trường hợp bi quan nhất cho đảng cộng hòa thì hai đảng này sẽ ngang ngửa nhau về số thống đốc còn không thì đảng cộng hòa vẫn nắm đa số ghế thống đốc và bất kể kết quả cuối cùng như thế nào thì người ta chỉ biết là trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ đầu của Biden, cụ sẽ bị trói từ một tay tới cả hai tay. Sẽ chẳng còn làm gì đáng kể để cứu vãn những thất bại của hai năm đầu, giúp cụ có một tương lai sáng hơn một chút cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần phân tích và bình luận trên kênh Thời báo Sự thật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận những bản tin mới nhất.